rương lui rõ hô đo mùi liên đồn là chả nhưng mà bọn ôn cứ tha lục rất là lui à na cho ra rõ đo mà liên đồn là bạn bất chỉ miệng chẳng rương ní cứ chịu bọt vì sao đọt thông môi xâm rạp bọn ôn và chịu bỏ rõt chịu bỏ xe năng nét để lúc đấy chả nét để lúc cương xâm nọ thử tay miên ca prong và chát cùng khơi nghe kê chạy ốc nhà cùng khơi cái chi phía mỗi chất máu kê mò chó đây mà cái lạnh đi chó đây mà cái lạnh nu hai hot sai ở dương máu chúng ta miền nào kiện bão cái cùng từ lùng ngông kê ốc nhà và phân nan đấy kê chi sao tập phía mỗi chất và phân nan đấy là kê thật bao dương người riêng tôi tát bạn bởi tam nhom đằng nó cứ bao trả lời này bạn nẹt đai chờ là bao nó cứ ốc nhà bạn mua chùm luôn nó nghe cho ốc nhá này bạn chọn đi chọn nu chọn là mà vô sai ấy và sai sỏi chẳng rương đã tranh sai sỏi nâng chồng luôn mà liên đồ la rồi bỏ ốc nhà chụp chăng nơi thứ ngay đi tên mà đón mà ta cách ban bằng chút tư tờ la cá đàm bây xạ xuống lại chẳng bom ôn và chẳng ngon tha lộ ra thần á chẳng biết chú nhóm tách máu đàm bây chỉ bọt vì sao vì bố miên kê chi phía mới chất miên kê nè thông ốc nhà cho đó mà tình thường sống năng mai nhóm miên nạc lãng chập bẹ ạc hình xong phong hát đầy bọc nhóm kê mò cho ọ phim kê kê hát xoay ở trong phim nát không sợ bái chất á vâng tay cả đồ này đi cứ cả làng cho đàn mọc tử hai chẳng bộ côn mà nẹ đại bom ôn bàn khơi nực nông rụp hiếp và nghe chị ốc nhà rốt xí và thoa mặt đá chỉ môi nặng nẹp xên chẳng nghe nè chanh sai soi ai đại cư mà nẹp tiền nu cứ chỉ môi thả và lục lưu và thi thêm đó bàn tay là về đại và lục lưu và thi dọc sai nặng nẹp tại bao nơi tình yêu kia kia phải áp tha bằng lưu và thi ơi sai bằng ánh sai soi thế nè khăn chất tay mà đó lui mà liên đô la nào ở bàn chẳng chẳng nè bạn đang đo sự mặt cách rõ hô đo miên ca khoát luôn xạ xuân nơi tự lạc ạ nơi thường ngày đi tèm đó chẳng hỏi đại trở xa môi đo bom ôm và chưa bó rốt đại lúc đi dung tam đan tu sản á thi ẩn âm bê khla dương chưa bó chưa bó rốt bê khla dương chưa nẹ ở rốc xí tôi tài tê cũng sâu chưa à rương sai rương ấy chẳng tư tình đầy tình ấy chẳng tư ai lui rưu có chuyện là bó chị ấy tư còn ta ốc nhà là ốc nhà khi ấy cái đợt bọc bà nào ấy bó đồng viên chẳng đưa mình tìm điếp chút mong phố mình chẳng cho tùm rong dương chia bà chia bà rốt xâm anh hai tay kia mình nghe những báo bần thái xâm rạp nẹ bao của dương giấy biểu nẹ bao quên nè giấy nít thiền âm mình chạy rộng tế bần thái cả rộng này khác bó phố bà chia bà rốt trơ tẩy dô bà sân bom ôm chìa bó rốt mà bàn tự tùa bó rộng miên nà môi đà chìa bó rộng miên bất bà khó tì hào dốc chìa chùm nè hẳn đăng tì thằng ai kà rào thằng ai mình ở rương chẳng đài nè rương chẳng đài thằng ai ní thằng lẽ lơ lô lưu vật thí thằng ai kà rào thằng lẽ lơ dưỡng cầu thả bàn mình chẳng cái nhà ở đang xấy chẳng nhóm mặt đăng thà ta lô ốc nhà chụp chẳng nhóm đá nghề đang tha rương năng lục miên ai cả xa dương rưu có lục miên ca cổng nó thằng quỷ tê bàn chỉ lục hiên tranh sai xoay ai lục lưu vật thị chẳng nếu khi nhóm mặt đằng thế bàn tay khi nhóm con tại dốc qua rừng biên chú nó bom ôn và chia bộ rọt tại nó rương cả tranh sai xoay đi nha cả nhà đang xảy mà mình chỉ tốt xa mạnh thế nha cứ chỉ tốt prong bật toàn tại tốt nít trâu bởi chôn mốc tình năng chụp bạc chẳng mà còn đang thả tôi nâng vào cho một cho ba phái cho bật cho cũng men tích chân nam này nè mấy có con ở hiên nơi bình chân là sai soi ní ở tay cu mà khàng biết đau gì mình khai cái đó á đau gì mình có lên mình cho bảo nè ở khai cho bạn thì hai rương sai soi ní và dương cơ tư miên bọc cô gì cho ra đây đại quan bằng cho phun từ địa kiến luôn mình chẳng là khi nhau mình đang thả hai tao vây ở ốc nha và lục miên nơi bạn lịch khách ở vây đưa cầu miên nư bạn rập bo vậy thế bạn hiên tranh là sai soi chẳng bạn đây là ốc nhà chụp chăn hiên tranh sai soi chụp luôn mà liên đồ lá từ ai lục lưu vật thi tập đó chà lục lưu vật thi qua trên nhẹ lục ý kiến đấy bạn
អញ្ចឹងបាទរកស៊ីជាមួយគ្នាចាណារកស៊ីជាមួយគ្នាទីងដីលក់ដីអីចឹងទៅបាទចូលគ្នាម្នាក់មកលៀនម្នាក់មកលៀនអីចឹងទៅណាបាទមកលៀនកន្លះមកលៀនកន្លះអីចឹងទៅហើយដល់ពេលដែលលោកលីវវិធីបាទទាលុយវិញទាលុយវិញចឹងណាបាទសម្រាប់លោកអុកញ៉ាជប់ច័ន្ទក៏អត់ក៏អត់នេះដែរបាទទាមកលៀនអីមកលៀនដល់ពេលមកលៀនសញ្ញាជាសែកណាដែលគិតថាគេជាអុកញ៉ាគេជាអីចឹងទៅគេបោកយន្តទេក៏យកសែកហ្នឹងញញឹមញញែមទៅបាទកាន់ធនាគារដល់ពេលដល់ធនាគារបាទអំបិលសតគេថាសែកហ្នឹងគឺស្អុយហ៎បងអើយណាចឹងបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនចាញ់បោកគេបាទក៏អត់នៅស្ងៀមដែរបាទក៏អត់នៅស្ងៀមដែរដាក់ពាក្យមិនដឹងខកខ្លួនតតែបានចឹងតកតងជាមួយនឹងករណីលោកអុកញ៉ាជប់ច័ន្ទដែលត្រូវបាននគរបាលព្រំអតនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញខាត់ខ្លួនជាមួយនឹងសាយស្អុយបាទមកករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចេញសាយស្អុយនឹងមកលានដុល្លារបាទកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តាមការឯកភាពឲ្យខាត់ខ្លួនរបស់លោកស៊ិនវិរៈព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2017ព្រឹកមិញត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការចា៎បងបងតឡាការក៏ដូចជាបងបងប្រជាជនកំពុងតែសាកសួរហើយថាយ៉ាងម៉េចបានជាមានការចេញសាយស្អុយអញ្ចឹងឲ្យគេហើយយើងមានឯកសារមានអីអញ្ចឹងអត់ស្អីតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើតាមការឲ្យដឹងបាទពីលោក Liberty បាទខាងមន្ត្រីតឡាការប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរកស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺຕົកចិត្តគ្នាណាស់មិនដឹងថាសម្រាប់លោកអុកញ៉ាជប់ច័ន្ទគាត់យ៉ាងម៉េចទេបានគាត់ចេញសាយឲ្យខាងបាទភាគីម្ខាងទៀតគឺឈ្មោះលីវវិធីតែម្ដងហើយការអាប់ដេតករណីចុងក្រោយថាបាទភាគីខាងលោកអុកញ៉ាជប់ច័ន្ទហ្នឹងសូមការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចាមិនមិនហើយបាទការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិយាយថាដូចជារឿងមួយលំបាកបន្តិចលំបាកយ៉ាងម៉េចតែបងប្អូនបានឃើញរឿងមួយហើយដោយលោកសានបន្ទឿនជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាអញ្ចឹងទោះបីជាកញ្ញាធីសវណ្ណថាអត់ទោះឲ្យលោកសាមន្តធឿនប៉ុន្តែនៅជាប់បណ្ដឹងអញ្ញាចាមិនចឹងអញ្ចឹងរឿងនេះក៏អត់ខុសគ្នាដែរទោះបីជាមានការដោះស្រាយជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅជាប់បណ្ដឹងអញ្ញាដែរមិនចឹងដោះស្រាយមកតាំងទីរដោះបណ្ដោះស្រាយបានចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំចេះតែជឿកុំចេះថាណែខ្ញុំមកអញ្ញាណែយកបានខ្ញុំទៅបើកនៅធនាគារទៅណែខ្ញុំទិញសំណង់នេះមកលៀននេះយកទៅធ្វើខុនដូនេះឥឡូវយកទៅបើកធនាគារបាទដល់ពេលទៅបើកមកអំបិលសតតែម្ដងមកខ្មាស់ធនាគារទៀតណាចាណាដូចយកមាសទៅស្បាញ់ទៅស៊ីតស៊ីតស៊ីតស៊ីតស៊ីតស៊ីតស៊ីតខ្មៅយូរបាទខ្មៅយូរគេថាបងអាចចាញ់បោកគេហើយខ្មាស់គេទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្មាស់គេក៏មិនអាចឲ្យអ្នកណាបាត់បោកប្រាស់គាត់បានដែរហើយគាត់បានលើកឡើងនៅពាក្យមកឃ្លៀថាបាត់មកឃ្លៀយ៉ាងម៉េចថាករីបាត់ចាក់បន្តិចមកខ្មែរបើបោកពីណាបោកចោះកុំប៉ះពាល់ដល់ពូជហូលីវូធីណាចោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់និយាយគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាពេលដែលយើងអាអង្គចលគ្រោះថ្នាក់បោកណាចូលខ្មែរបើបោកពីណាបោកចោះកុំប៉ះពាល់ដល់ពូជហូលីវូធីណាចោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់និយាយគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាពេលដែលយើងអាអង្គចលគ្រោះថ្នាក់បោកណាចូលខ្មែរបើបោកពីណាបោកចោះកុំប៉ះពាល់ដល់ពូជហូលីវូធីណាចោះគ្រោះថ្នាក់និយាយគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាពេលដែលយើងអង្គលោកលីវធីគាត់ខឹងណាស់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំខឹងមែនតើតែម្ដងចាក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់មិនដែលរងស៊ីបោកនៅណាទេស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដៃគូណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលគេមកបោកយើងមានអារម្មណ៍ជាចាប់ខ្លាំងមែនតើម្ដងណាមានអារម្មណ៍ជាចាប់អញ្ចឹងក៏បានលើកឡើងថាបាទសពខ្មែរនេះថាបោកណាបោកបើបោកចំប៉ះចំបាទក្រុមគូសាលីវវិធីវិញបាទមិននៅស្ងៀមទេបាទយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែតស៊ូឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យដឹងចាញ់ឈ្នះដែរចាអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏បាត់ដែរអ្នកខ្ចីគេបាទដល់ពេលខ្ចីគេមុខឡើងខ្លាំងណារោស៊ីមួយគេខ្លាំងមុខហើយដល់ពេលសងគេវិញគេទាវិញបាទចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះហើយដល់ពេលដែលគេបាទរកតាមផ្លូវច្បាប់ពេលខ្លះរកគុករកច្បាប់តាំងអើអត់ដឹងគ្នាទេហើយរោស៊ីអីមួយគ្នា
นะบ่บ่าได้เพียงคลาสก็บ่าจังได้ปន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះធានអមមិនមានសិទ្ធណាមួយបាទលោកដៃចូលទៅក្នុងរឿងនេះទេគ្រាន់តែនាំព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសារតែធានអមមិនមែនជាស្ថាប័នតឡាការមិនមែនជាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចឡើយគ្រាន់តែនាំដំណឹងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដំណឹងពិតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការងារជាបន្តទុកឲ្យបងបងសមត្ថកិច្ចក៏ទុកឲ្យបងបងខាងប្រព័ន្ធតឡាការធានអមមកត្រឹមតែនាំព័ត៌មានពិតជូនប្រជាមិត្តតែប៉ុណ្ណោះ